Thôi, chào anh em ha. Ngày hôm nay dẫn anh em đi tham quan chuồng gà gia công. Tiện thể quay luôn mấy ngày từ mới lên anh em. Mình đi từ đây ra chuồng ngoại trước ha. Dàn chuồng này là rộng 1m, cao 1m2 nha anh em. Anh em nào thấy có lý thì anh em cứ làm theo. Này là trại gia công số 3 của mình nha anh em. Ủa số 2 chứ. Trại gia công số 2. Đây là mấy con gà tươi đang lên, chuẩn bị nở khung ra anh em. Còn gà khác này nó bị mù mắt rồi. Không, đang lên em ơi, lên cũng có giới hạn thôi chứ đâu có lên liền gì đâu. Ồ, ngày bị bệnh mắt anh em ơi. Gà tơ chạy quá rồi. Trong lóc hết đó. Này qua đây bắt được có mấy con anh em, 3 con nè. Con này băng keo sò viên trắng nè, đang lên nè, điều vàng. Này là bọn nọc mới ghép. Con này mấy gà mái đang rộng lại anh em. Nhánh nè, cái nhánh mình xài được, cái mình rộng lợi mình tiễn ngọc khắc lên. Đây gà nọc cho nó nghỉ ngơi. Dẫn anh em ra chuồng gà nọc nha. Rồi, dẫn anh em ra giường xem mấy anh em. Giường này đù, con nó thớm bự quá nè, bự chó đẻ luôn. Giường này thường để gà con anh em. Cái mấy con gà trống nãy là em bắt vô rồi, còn đây mấy gà mái em để ra để cứng cứng chọn lọc coi con nào được thì bắt vô đem đi chỗ khác gửi đọc mới nữa. Tại vì gốc gà mái mình chơi được mình cảm thấy bén rồi, mình có thể tiễn thêm anh ha anh em. Đây mấy gà đang ấm để cứng cứng mới thả ra. Đây chuồng một nè, chuồng một rồi cũng chưa có gà để bỏ vô nữa anh em, để từ từ đi. Từ từ mới lên đủ gà đi anh em. Gà đợt này lên cũng không nhiều lắm, cỡ 5-70 con thôi. Xong rồi mình tách trống mái ra cho nó nghỉ mệt, nghỉ ngơi một thời gian rồi mình mới cắn lại nữa. Cho cái tỷ lệ gà con nó ra nó đã anh em, nuôi nó dễ hơn. Chứ để nó đẻ liên tục thì nó mất sức con gà mái quá. Rồi ra con hao hụt lắm, dễ hư lắm anh em. Mấy con gà nọc với lại đàn miner đang nghỉ mệt trống anh em. Thì mình đang tính nâng cấp nọc đó anh em. Đây nọc siêu nha anh em, nọc siêu với lại ghép chung với mấy con máy Mỹ. Con nọc đó 50 siêu rồi, trẻ con nhỏ dày ha anh em.